Chào anh em, hôm nay là 13 tháng 11. Số Quốc Thắng mình có về một được một cây phục trước sen L50. Hàng đã xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng là nguyên zin, ngay hàng thẳng lối, sơn xi zin, không giảm tốt, tình trạng là cực đẹp. Giá cho full bộ phục trước sen L50 này là 4.8 triệu. Phục này thì có thể gắn được cho tất cả các dòng xe là 67 cúp CD sen L Cali. Nói chung là cốt nó là cốt chấn ba nhỏ thì gắn được cho nhiều, rất là nhiều dòng xe. Anh em đặc biệt là anh em đang chơi dòng xe 67 CD sen L rất thích cái phục này, nhúng nhảy cực ngon. Cái này là nguyên phục nguyên zin, sơn xi zin toàn bộ, tuy là cực đẹp nha anh em, full bộ đầy đủ như phục cái phục trước sen L ngày 15 tháng 11 này là có giá là 4.8 triệu. Sơn zin 100%, không giảm tốt, chân rất là đẹp. Cái này là mình chưa vệ sinh luôn nha, mà nó rất là đẹp như này nha anh em. Đó, đây là bao là sáng bóng, không xước không rỗ. À, 4.8 triệu cho full bộ phụ trước sen L50, hàng đã xe kho nội địa Nhật về. Đây mình bán mấy cái đồ này thì mình quay là hình ảnh thực tế, và mình quay rất là chi tiết, từ anh em có thể dễ dàng theo dõi và thấy được vẻ đẹp hay là chỗ điểm, chỗ đẹp, chỗ xấu nữa của cái sản phẩm mình cần mua. $4.8 triệu cho cây phục trước sen L50, hàng đã xe kho nội địa Nhật về. Anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332.